dồn đến tận cùng thì con đường sẽ mở ra. Bạn nên nhớ rằng mọi hoa sen đều mọc lên từ bùn. Cho nên khi bạn đi đẩy xuống bùn, tức là bạn sắp thành hoa sen rồi đó. Đầy người đến vũng lầy đó mà đau khổ, đến vũng lầy đó mà quằn quại, đến vũng lầy đó mà bắt đầu đổi thừa cho số phận. Không ai ngoài bản thân mình cả. Cho dù cuộc đời có khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn quyết tâm phải làm cho được. Ngay cả lúc tăm tối nhất vẫn tin được mình sẽ thành công. Động lực lớn nhất để tôi có thể thay đổi bản thân mình đó là gì? Khi tôi đến chợ lớn, ông chủ của tôi, A Hún, học hết lớp 5, A Tỷ học hết lớp 3, Giò Ngầu học hết lớp 4, Sần Xín Ngầu học hết lớp 7, Cọc Lình học hết lớp 5. Tất cả những cái người chủ, người Hoa Kiều mà tôi gặp ở chợ lớn đó, không có ai học hết cấp 3 cả. Mình nghĩ vậy mình giỏi hơn mấy thằng này. Nó còn làm chủ tịch của một công ty hàng trăm công nhân. Mẹ, cái thằng học lớp 3 làm được, mắc mớ gì mình không làm được. Và tôi cứ nghĩ rằng A Hún làm được thì tôi cũng làm được. Yes.